mừng trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa các vị khách quý của gia đình thân mến, ngày hôm nay quả thật là một ngày vô cùng trọng đại dành cho tình yêu ngọt ngào của Ngọc Diện, Nhật Linh, khi ngày hôm nay hai bạn đặc biệt đã nhận được sự yêu thương với đôi tay vung vén chở che của ba và mẹ song thân hay bên gia đình, thì đặc biệt cũng đã lựa chọn được ngày hôm nay là ngày lành và tháng tốt, chính thức tổ chức buổi lễ phu quy dành cho hai em được nên nghĩa phu thê. Và trong buổi tiệc nhóm họ ngày hôm nay thì cho phép em được thay lời của các vị khách quý mang những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng riêng cho cô dâu và chú rể. Xin được mến chúc cho hai em mãi được trăm năm hạnh phúc, sắc cầm hậu hộp, và từ nay lòng phụng đã được hòa minh. Kính thưa tất cả quý vị và khách thân mến, và để chào đón sự chia sẻ của tất cả quý vị đến đây để cùng tham dự và chúc mừng cho ngày lễ phu quy, thì cũng như từ phía gia đình của ba mẹ cô dâu, đặc biệt hơn là chuẩn bị một bữa tiệc rất là thân mật để cùng chiêu đãi tất cả chúng ta đến đây để cùng tham dự và chúc mừng cho ngày hạnh phúc trăm năm của cô dâu Ngọc Diện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trong suốt quá trình tiếp đón, tiếp đãi tất cả quý vị, nếu có được chia sơ sót thì em cũng rất là mong tất cả chúng ta sẽ hoan hỷ yêu thương, dành mọi tình yêu thương cho gia đình cô dâu mà vui lòng bỏ qua cho. Một lần nữa xin được mến chúc cho tất cả quý vị dùng buổi tiệc thân mật đặc biệt thật vui và sẽ thật là ngon miệng nhé. Và điều tuyệt vời hơn nữa, trong buổi tiệc nhóm họ ngày hôm nay thì cũng không thể nào thiếu được chương trình tân kỳ do bên dịch vụ cưới âm thanh ánh sáng của Linh Chào thực hiện. Và trong giây khúc này thì cho phép em được gọi lời mời nhé, mời các anh chị cô chú của mình trong buổi tiệc ngày hôm nay đặc biệt hơn sẽ cùng mạnh dạn được không quý vị đăng ký những bài hát yêu thương, những bản tình ca ngọt ngào để chúng ta cùng vang lên những câu ca tốt đẹp, hạnh phúc trọn vẹn, chúc mừng tình yêu đôi lứa, chúc mừng cho tình yêu của hai bạn sẽ mãi mãi được còn xương. Một lần nữa xin được thay lời trân trọng kính mời. Và còn ngay bây giờ, đối với chương trình văn nghệ hát chúc mừng trong ngày lễ phu quy do dịch vụ cưới Linh Dầu thực hiện, ngay bây giờ chúng em cũng xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, và để mở đầu chương trình văn nghệ trong buổi tiệc ngày hôm nay thì em cũng xin phép tất cả quý vị ngày hôm nay em cũng sẽ góp vui với một ca khúc với tựa đề Chung Một Bến Đò. Xin mời tất cả quý vị sẽ vui lòng đón nhận ạ. Dạ, và trước khi chương trình văn nghệ được vang lên thì trong buổi tiệc ngày hôm nay thì cho phép em được mời các khách quý sẽ góp đầy những ly rượu mừng và những ly nước ngọt của mình được không quý vị ơi. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nâng cao lên được không ạ? Nâng cao lên với em được không quý vị ơi? 1, 2, 3. Nhà mình chung sớm
Quá tuyệt vời, những chào vỗ tay thương yêu của tất cả quý vị ủng hộ cho âm thanh của tụi em trong buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ vâng, và đặc biệt hơn trong buổi tối ngày hôm nay thì em cũng xin được trân trọng mời phần giao lưu đến từ một cô hiệu trưởng nhé, cô Duy ạ, cũng như phần giao lưu của anh trai trong gia đình giới thiệu dùm. Thì cho phép em được mời cô Duy dời gót về sân khấu và cùng tiếp tục trong buổi tiệc nhóm họ ngày hôm nay là một ca khúc tự chọn. Và em rất là mong tất cả quý vị ủng hộ cho cô Duy, xin một tràng vỗ tay được không quý vị, để chúng ta cùng khích lệ tinh thần ca sĩ của mình trong buổi tiệc.